Rồi, không biết mọi người có thấy được cái phần Thấy rõ. Ok, mọi người có thấy được chưa ạ? Alo. Được, được, Thấy rõ rồi. được không? Dạ, rồi, ok. Được, rõ, good. Đấy thì cái phần báo cáo này thì chắc có lẽ cho xin phép nói được tiếng Việt luôn, tại vì ở đây thì kết nối người Việt thì chắc tiếng Anh này quý vị cũng là ok rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cho mình nói tiếng Việt, không biết là nói tiếng Việt tiếng Anh thế thế nào nhỉ? Được hết không? Tiếng Việt, tiếng Ok. Anh thì cũng welcome hết. Được rồi, cho mình nói tiếng Việt. Cứ Cái nói chủ tiếng đề Việt báo như khi cáo nào hôm biết nay nói á. qua tiếng Anh. Dạ, Giáo ok. sư Hùng nhé. Dạ. Giáo sư Hùng cứ nói tiếng Việt mà khi nào bí thì nói qua tiếng Anh. Dạ đúng rồi, có một số từ không thể nào dịch được thì sẽ nói qua tiếng Anh. Ok. Cái phần báo cáo hôm nay á, mình xin trình bày về cái vấn đề là topology optimization, mà ở đây á, là dựa trên cái một cái phần tử là đa diện, trong đó mà ứng dụng vào cho lĩnh vực là công nghệ in 3D. Thì thực ra lĩnh vực công nghệ in 3D là một cái lĩnh vực mà nó rất là xu thế trong cái giai đoạn hiện tại. Ở các nước trên thế giới thì đến nay công nghệ in 3D nó đóng một vai trò khá là quan trọng, và trong tương lai ấy, thì nó là một trong những cái lĩnh vực mũi nhọn do công nghiệp 4.0. Tại vì trong lĩnh vực IoT 4.0 thì nó có một phần quan trọng, đó là học máy kết hợp với công nghệ in 3D, thì cái phần này đó là một cái phần không thể thiếu trong cái công nghệ đấy. Mình đã tham dự, tức là mình theo đuổi cái lĩnh vực này đến nay là 6 năm, và mọi thứ có các cái hợp tác qua các cái dự án của với đại học RMIT, một số cái đại học bên Đức, Bochum, Melbourne Uni. Thì các cái hợp tác đấy á, hiện tại là nó đã được đến cái năm thứ ba, và các cái dự án nó đang được triển khai, thì hy vọng trong tương lai cái lĩnh vực này sẽ được triển khai mạnh ở Việt Nam. Cái nội dung báo cáo nó cũng có 4 phần. Thì chúng ta sẽ biết rằng cái công nghệ in 3D hầu như là nó sẽ phục vụ cho là cái việc tạo ra các cái bản mẫu, tức là cái đó gọi là 3D prototypes. Chúng ta sẽ tạo ra các cái mô hình thực, mà ở đây quý vị có thể nhìn thấy ở đây là các cái phần là 3D prototype này, engine product. Thì các lĩnh vực này chúng ta thấy là công nghệ in 3D nó có thể tạo ra các cái kích cỡ khác nhau của kết cấu, từ microstructure đến là macrostructure scale, và đi đến một cái ứng dụng lĩnh vực khác nhau, từ lĩnh vực biomechanics cho đến lĩnh vực civil engineering. Thì chúng ta sẽ thấy các cái hình vẽ từ hình 1 cho đến cái hình cuối ấy, thì chúng ta thấy là hầu như tất cả những kích thước đến trong một một cái cỡ nào đó chúng ta có thể tạo ra được từ cái công nghệ in 3D. Một cái điều rất đặc biệt nữa đó là công nghệ in 3D nó có thể tạo ra các kiểu dáng rất phức tạp. Nó có thể in ra các kiểu dáng rất phức tạp, từ cái vật liệu composite cho đến là vật liệu steel, cho đến là vật liệu là bê tông cốt sợi. Mà ứng dụng của nó thì nó có thể trải rộng từ lĩnh vực là hàng không cho đến lĩnh vực xây dựng, y khoa, hầu như nó là một cái lĩnh vực là đa ngành. Như vậy chúng ta sẽ thấy là cái hình dưới cùng chúng ta bên bên trái á, chúng ta sẽ là stem cell hay là organic protein, thì chúng ta có thể tạo ra được. Và cái điều này rất là quan trọng để phục vụ cho cái công tác giảng dạy của sinh viên, đó là nếu như chúng ta chỉ tạo ra small scale tại cái phòng lab để chúng ta có thể phục vụ cho công tác giảng dạy các cái mô hình STEM, thì chúng ta có thể dùng cái công nghệ 3D để có thể tạo ra các cái mẫu đấy. Thì cho đến nay thì cái đối với viện SETEC thì chúng tôi đã phát triển được một cái app. Bây giờ quý nhà khoa học và sinh viên có thể lên hệ điều hành Android hoặc iOS, có thể download cái app này. Thì cái app này mình gọi đó là Horizon Tech, được support bởi VinIF. Thì VinIF tài trợ cho cái dự án này là 3 năm, thì đến nay là cái dự án nó đã bước đầu đã thành công trong xây dựng một cái app công nghệ in 3D. Như vậy trong tương lai chúng ta có thể truy cập dữ liệu, và cái app này sẽ tích hợp với AI để tạo ra cái bộ dữ liệu tích hợp giữa là one to one, tức là người dùng đến người dùng, hoặc là one tức là người dùng đến customer. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái ứng dụng trên đấy. Cái app này được xem như là sản phẩm là made in Việt Nam từ cái viện Sertech.
Chúng ta sẽ thấy là gì? Đối với một yêu cầu từ cái bài toán ứng dụng, ở đây mình sẽ quan tâm về toán ứng dụng, thì nó là một lĩnh vực đa ngành. Ở đây mình giới hạn đó là một lĩnh vực liên ngành. Thì trong lĩnh vực liên ngành chúng ta sẽ có cái gì? Cái vấn đề chính đây bắt đầu từ bài toán ứng dụng. Nếu một xuất phát từ doanh nghiệp, nếu một doanh nghiệp họ thường, cái mục đích của doanh nghiệp là gì? Họ muốn làm sao để sản phẩm của họ được cải tiến với cái chi phí thấp nhất, tức là giảm chi phí nhưng mà tăng cái giá trị. Như vậy thì rõ ràng cái hàm lượng nghiên cứu, cái hàm lượng chất xám về nghiên cứu, tức là nghiên cứu R&D, nó đóng vai trò khá là quan trọng. Thì trong cái phần nghiên cứu đấy, nó đòi hỏi một phần rất là quan trọng mà không thể thiếu. Đương nhiên đối với các nước tiên tiến thì cái phần nghiên cứu mà cái liên kết với các giáo sư là đóng vai trò rất là quan trọng. Thì ở Việt Nam cũng tương tự. Thì đến giai đoạn hiện tại là các doanh nghiệp, khi tôi làm việc với các đơn vị doanh nghiệp, thì họ rất cần cái phần nghiên cứu phát triển. Và vì cái phân khúc đấy nó mới tạo ra cái giá trị về chất xám, gọi là giá trị cao về công nghệ, để có thể tạo ra cái lợi thế cạnh tranh. Thì trong cái phần đấy chúng ta sẽ có thể thu gọn lại một cái quy trình kính như trên cái hình vẽ này. Chúng ta thấy trước tiên là doanh nghiệp, tức là họ sẽ yêu cầu requirement. Họ sẽ yêu cầu cái gì? Họ sẽ yêu cầu làm sao? Họ sẽ gửi cho nhà khoa học một cái dữ liệu, một cái bài toán mà yêu cầu nhà khoa học sẽ làm sao để thiết kế cái mô hình của một bài toán kỹ thuật lên máy tính, ta gọi đó là CAD, tức là mô hình CAD ở trên máy tính. Tuy nhiên khi chúng ta thiết kế ở trên máy tính thì cái việc tiếp theo là làm sao để đánh giá cái thiết kế đó nó hiệu quả, tức là chúng ta phải đưa qua cái quá trình tính toán đánh giá cái khả năng chịu đựng của cái cấu đấy dưới các cái tác động bên ngoài. Ví dụ một cái tòa nhà chẳng hạn, các cái tải trọng bên ngoài nó sẽ làm tòa nhà nó sẽ bị dao động, thì với cái dao động nào, với xây dựng kết cấu như thế nào để cho tòa nhà đó nó có thể bền vững được sau một thời gian dài, thì cái quá trình đấy chúng ta phải thực hiện một cái thao tác trên máy tính, người ta gọi là chúng ta sẽ làm cái công tác mô phỏng trên máy tính. Vậy thì cái toán ứng dụng sẽ nằm ở đâu? Đến đây chúng ta sẽ thấy là khi mô phỏng một cái mô hình bài toán trên máy tính thì cái phần toán ứng dụng nó sẽ nằm, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thực ra đó là chúng ta sẽ đi giải quyết các cái bài toán của hệ phương trình vi phân, và trong đó chúng ta phải phân tích cho được nghiệm đó nó phải hội tụ. Chúng ta phải giải cái hệ phương trình với cái số phương trình là lên đến là 1 triệu đến 10 triệu bậc tự do. Ít nhất là như vậy. Sau đó chúng ta phải cắt vỏ, chúng ta phải tạo ra cái kiểu dáng của nó. Cái kiểu dáng của cái sản phẩm đó nó phải làm sao cho cái người sử dụng người ta nhìn thấy được là nó phải bắt mắt, tức là nó phải đẹp. Như vậy chúng ta sẽ đi đến cái phần là topology optimization. Đương nhiên sau này chúng ta sẽ đi một phần mới, đó chúng ta quản trị cái hệ dữ liệu chúng ta sẽ là bảo trì nó, chúng ta sẽ lưu ý quá trình làm việc của kết cấu, thì sau này sau đó chúng ta không cần phải xử lý mất nhiều thời gian nữa, thì chúng ta phải dùng kia là data driven methods, tức là ở đây chúng ta sẽ dùng thêm một cái khái niệm machine learning. Như vậy cái quá trình đấy chúng ta sẽ đi ở đây là một cái chu trình kính. Thì quá trình đấy khi làm xong chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ phải tạo mẫu in 3D để giúp cho các nhà khoa học, xin lỗi, cho doanh nghiệp họ có thể có một cái nhìn, vì doanh nghiệp họ không có chuyên về mô phỏng, nhưng họ muốn sờ mó cái sản phẩm đấy trước khi cái sản phẩm ra sản xuất. Và một cái quá trình đấy sau khi cái thành phẩm mà nhà doanh nghiệp họ đồng ý thì chúng ta sẽ phải gửi cái báo cáo đấy được doanh nghiệp họ đồng ý và chấp nhận, thì cuối cùng cái sản phẩm nó triển khai ra ngoài. Cái quá trình này là một cái quá trình đóng kính, và đó là một trong những một cái chu trình, một cái gọi là close circle của cái một cái gọi là life product đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây cái phần toán ứng dụng nó đóng vai trò là rất là quan trọng, và kết hợp với khoa học máy tính. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng trong công nghệ, trước khi nói công nghệ 3D, chúng ta sẽ nói về công nghệ truyền thống. Thì công nghệ truyền thống á, xử lý truyền thống chúng ta đã biết khá là quen thuộc. Tuy nhiên công nghệ truyền thống thì mặc đến thời điểm này á, là cái quá trình đấy người ta vẫn còn những phân khúc để cải tiến về chi phí, về cái thời gian và cái quá trình mà tạo kiểu dáng một cách là flexible nhất, có nghĩa cái kiểu dáng đấy làm sao cho nó rất là cơ động. Thì cái phần công nghệ in 3D nó giúp cho cái phần thiết kế và sản xuất bên ngoài. Thì trong công nghệ 3D tại sao chúng ta có thể tạo một kiểu dáng là flexible shape? Thì để làm điều đó chúng ta sẽ đi qua một kỹ thuật rất là quan trọng, đó là
tối ưu hóa, cắt bỏ các cái biên dạng để làm sao cho cái cấu kiện đấy nó nhìn nó thỏa mãn và nó thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng. Yêu cầu của người sử dụng là gì? Vừa đẹp vừa bền, tức là kiểu dáng của nó phải thỏa mãn cái thị hiếu của người sử dụng. Vậy thì cái quá trình tối ưu đây chẳng qua là chúng ta sẽ chuyển cả cái đặc trưng đó để đưa về cái hàm mục tiêu là hàm thực tiểu, hàm thực đại của một cái phương trình, là của một cái bài toán tối ưu thôi. Và sau đó khi cái sản phẩm được định hình xong thì chúng ta triển khai in 3D. Thì cái cần in 3D này á, nếu quá trình thành công, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể cải tiến, có thể giải quyết được những cái nút thắt trong cái công nghệ truyền thống trước đây. Thì ở đây là một cái sản phẩm mà mình ứng dụng về toán ứng dụng, tức là từ công nghệ 3D mình tạo đây. Công nghệ 3D chúng ta sẽ thấy đây, chúng ta thấy một cái coin ở phía dưới này để thấy rằng cái kích thước của cái mẫu này nó cỡ bao nhiêu. Và đây là một cái sản phẩm thực ở bên ngoài, ở dưới cái khu mà V-Ship 2 ở dưới Bình Dương, chúng ta sẽ thấy một cái quá trình đóng kín ở đây. Và đây là một cái nghiên cứu mà ứng dụng công nghệ 3D kết hợp với các cái phần toán ứng dụng. Chúng ta sẽ thấy lúc đầu chúng ta sẽ phân tích traditional analysis, chúng ta sẽ làm gì. Cái phần này chúng ta sẽ mô phỏng trên máy tính, dùng hết tất cả một số công cụ về giải thích hàm, giải thích số, chúng ta phải chứng minh hội tụ nghiệm đến phần in 3D để đưa đến cho cái ông tổng giám đốc. Ông nói bây giờ cái cấu kiện của quý vị ấy, khi mà ra sản xuất thì nó là như vậy. Thì ông tổng giám đốc ông nói ok, bây giờ chúng tôi cần phải cắt bỏ, thì sau đó mới quay về tính toán lại. Và cuối cùng thì cái hình này là hình của một vị này, cái anh mà đứng đưa tay này thì anh là tổng giám đốc của cái tập đoàn về thiết kế bờ kè tới biến đổi khí hậu, đó là cái đơn vị là Busasco ở ngoài Vũng Tàu. Vậy thì trong cái quá trình tính toán và mô phỏng và cắt bỏ vật liệu dùng và sau đó xử lý công nghệ 3D thì mình mới thấy một cái vấn đề là gì? Cái việc tối ưu hóa các cái kiểu dáng đấy, nó sẽ đằng sau đấy là một cái phần mà tính toán giả thiết số và dùng các cái kỹ thuật phần tử để tính. Thực ra đây là một bài toán rời rạc, tức là cái không gian hàm ở đây bây giờ đó là không gian rời rạc, và chúng ta làm sao cho nghiệm rời rạc đấy khi mà cái số biến nó tiến ra vô cực theo nghĩa về ứng dụng ấy, thì cái nghiệm đó nó phải hội tụ. Thì trong quá trình tính toán đấy thì mình phát hiện ra rằng là các phần tử mà dạng lục giác như các hình vẽ ở đây này thì nó khá là tối ưu. Vậy bây giờ cái câu chuyện đặt ra là tại sao một cái tổ ong người nó phải xây theo một cái khối lục giác như thế, xây theo cái kiểu dáng như vậy? Thì mình nghiên cứu xong mình thấy nó có những đặc trưng tối ưu trong cái độ bền của kết cấu. Thì sau đó mình mới đưa cái đặc trưng của tự nhiên này vào lại trong cái phần tính toán. Thì thực ra mà nói cái phần tử là polygonal element hay là polyhedral element thì nó có rất nhiều trong các ứng dụng, rất nhiều trong thực tế. Ví dụ đây là một cái gần đa đĩa ở ngoài Phú Yên. Còn đây là một trong những cái nơi mà chúng ta sẽ thấy là nó tạo ra ở đây graphene, chúng ta sẽ thấy là các cái dạng khối lục giác. Và đương nhiên trong cái bài toán biến đổi khí hậu ở Việt Nam thì khi cái quá trình mà nước đấy thì nó tạo ra các kiểu dáng tự nhiên. Cái câu chuyện đặt ra đây làm sao mình có thể mô hình hóa toán học của nó. Và mô hình hóa toán học của nó là gì? Bây giờ khi chúng ta giải quyết cái bài toán từ một cái miền bất kỳ, chúng ta sẽ rời rạc nó. Trước đây cái cách rời rạc chúng ta sẽ dùng cái loại tam giác Dilloni, nhưng bây giờ chúng ta có thể dùng cái loại là cái đa giác, là ta gọi đây là Voronoi. Thì cái dạng đa giác này nó được chứng minh, tức là một số cái tác giả thứ chứng minh rằng cái độ kết nối của đa giác nó bền vững hơn độ kết nối của tam giác và tứ giác. Như vậy thì, và có một điều rất là quan trọng nữa là cái việc mà tạo lưới cho cái miền này, cho một miền bất kỳ, thì nó chỉ đứng sau cái phần tam giác. Còn cái phần đa giác này á, hầu như có thể là tạo ra tất cả mọi các cái kết cấu kiện rất là phức tạp, mà với cái xử lý thời gian xử lý lưới rất là nhanh. Thì chúng ta sẽ thấy cái hình bên phải là tạo ra cái đất nước Việt Nam, chúng ta có thể tạo lưới. Cái việc tạo lưới để làm gì? Ví dụ giải quyết trong bài toán dự báo thời tiết, chúng ta sẽ tạo lưới để chúng ta sẽ phân tích cái bài toán là dòng chảy ở đây. Đối với hình bên phải chúng ta có thể là gì? Hầu như chúng ta có thể tạo ra một cái lưới. Tức là hãy cho tôi một cái hình học nào đó, dù rất phức tạp, thì trong một thời gian rất ngắn tôi sẽ gửi cho quý vị một cái cơ sở lưới, một cái cơ sở kết nối, một cái cơ sở để chúng ta sau đó chúng ta xây dựng không gian nghiệm. Đây ví dụ chúng ta sẽ là viện toán
Viện cao cấp về toán bây giờ dùng chúng ta sẽ có cái lưới hầu như ví dụ bây giờ là chairman của hội nghị có thể gửi cho mình một cái hình của khuôn mặt trong một tích tắc, mình có thể tạo lưới để tạo ra một cái mesh. Thì cái lưới đấy nó xử lý như thế này. Cái lưới đấy thực ra cái ứng dụng, ví dụ cái hình này, cái hình ở góc dưới này trong xử lý ảnh, thì cái việc lưới tạo lưới này nó rất là quan trọng. Thì bây giờ chúng ta có thể thay cái lưới tứ giác, tam giác bằng một cái lưới đa giác, vì chúng ta hiểu rằng một cái đa giác như vậy có thể là kết hợp của rất nhiều tam giác. Bây giờ thay vì chúng ta giải quyết nhiều tam giác, ta chỉ giải quyết bằng một đa giác là đủ. Như vậy từ năm 2017 đến 2019 thì nhóm chúng tôi đã phát triển một cái loại lưới thành công gọi là Polytree Mesh. Chứ là trước đây chúng ta có một cơ sở lưới mà đã ứng dụng rất rộng rãi, đó là Quadtree Mesh. Về cái lưới đấy thì hầu như xử lý trong cái đồ họa máy tính. Thì bây giờ trong một cái xu thế sắp tới thì chúng tôi nhìn thấy rằng là chúng tôi phát cái xử lý đồ họa có thể dùng cái công nghệ Polytree chứ không còn dùng là Quadtree nữa. Thì cái lĩnh vực đấy hầu như chúng tôi đã tạo ra một số cái gói mà chúng tôi đã release ở trên mạng. Trước tiên thì chúng ta để cho mục tiêu nghiên cứu thì tôi đã giải phóng cái gói này lên trên mạng bằng cái lập trình của MATLAB, nhưng chúng ta có thể dùng C cộng hoặc là nhưng mà bên này thì sử dụng bằng ngôn ngữ là Fortran, vì Fortran thì nó có truyền thống từ trước. Vậy thì dựa trên cơ sở của lưới đa giác thì chúng ta dựa trên cái lưới đa giác thì chúng ta phải xây dựng cái cơ sở sắp xỉ cho nó. Thì cơ sở sắp xỉ ở đây là có hai cái loại hàm wash stress và cái hàm min value coordinates. Thì cái hàm hai hàm này ấy, nó xử lý cho cái hàm lồi lẫn hàm lõm. Và rõ ràng là vì cái lưới đa giác là với cái số cạnh bất kỳ nên cái hàm dạng của nó, cái hàm cơ sở của nó là dạng hàm hữu tỉ. Chúng ta thấy cái hàm ở đây, khi chúng ta có cái hàm hữu tỉ xong thì rõ ràng là đến đây chúng ta sẽ quay về giải quyết cái bài toán, đó là bài toán rời rạc nghiệm. Thì ở đây ấy, hầu như là cái kiến thức này nó rất là cơ bản trong giải thích hàm. Chúng ta cũng sẽ tìm một cái bài toán biến phân rồi sau đó chúng ta đi tìm cái nghiệm sắp xỉ. Tuy nhiên nó có một điều đặc biệt nữa là gì, trong một số lớp bài toán về ứng dụng nó sẽ có một số điều kiện là cái nghiệm đấy nó phải thỏa mãn cái điều kiện là không nén, cái điều kiện là deep này, cái điều kiện mà chúng ta sẽ tiếp vô hướng của cái thử nghiệm với cái toán thử deep này. Chúng ta sẽ thấy được là chúng ta phải giải quyết bài toán với cái ràng buộc điều kiện này, thì hầu như trong nghiệm sắp xỉ khi giải quyết bài toán đấy nó sẽ có những cái khó khăn nhất định. Và một trong khó khăn đó là cái nghiệm nó không hội tụ, vì nó có các thì dĩ nhiên là cái việc giải quyết bài toán không hội tụ đó chúng ta sẽ làm giàu thêm cái không gian nghiệm đấy bằng những kỹ thuật ví dụ kỹ thuật bubble chẳng hạn. Thì sau khi chúng ta xây dựng xong á thì chúng ta phải chứng minh cái nghiệm đó nó phải thỏa mãn cái điều kiện in xúc để cho cái nghiệm đấy nó không có bị dao động. Tức là khi chúng ta nghiệm nó hội tụ thì nó phải hội tụ theo nghĩa nào đó có thể gọi là hội tụ đều. Giả sử trong quá trình hội tụ mà nó nhảy giống hình răng cưa chẳng hạn thì cái nghiệm đấy trong ứng dụng không được coi trọng. Nghiệm đấy trong một cái nghiệm mà đưa ra ứng dụng nó phải hội tụ đến một cái giá trị nào đó, nó cái độ dao động của nó là bé nhất có thể. Thì cái việc xây dựng cái không gian nghiệm cho cái khối đa diện thì thời gian gần đây thì tôi cũng đã phát triển thành công một cái kỹ thuật gọi là polytropic composite elements. Thì kỹ thuật này chúng ta cho phép xây dựng lại cái không gian nghiệm và chỉnh lý lại không gian nghiệm để cho cái độ chính xác của nghiệm đó, chúng ta có thể thay vì chúng ta dùng cả triệu bậc tự do thì chúng tôi chỉ dùng khoảng 50% cái số bậc tự do có thể đạt được cái không gian nghiệm. Thì ở đây là một số cái kỹ thuật xây dựng lại không gian nghiệm thì tôi không vì cái slide này sau này tôi sẽ chia sẻ cái slide này trên cộng đồng nên chắc chắn là mọi người có thể đọc chi tiết. Nhưng mà ở đây là khi xây dựng không xong cái không gian nghiệm thì cái không gian nghiệm đấy nó thỏa mãn cái điều kiện in xúc, tức là điều kiện Babushka Prezi. Và cái điều kiện này á, thì có thể tham khảo trong cái bài báo mà của chúng tôi năm 2019. Tại vì cái nghiệm của chúng ta là nghiệm số nên cái quá trình đấy á, chúng ta sẽ phải dùng tích phân số. Cái quá trình tích phân số của dùng cái phần tử truyền thống là phần tử tam giác, phần tử tứ giác á, hầu như nó có kỹ thuật là tích phân Gauss. Nhưng mà đối với phần tử đa giác thì cái kỹ thuật tích phân Gauss đấy nó có những cái hạn hầu như nó không có áp dụng trực tiếp mà nó có một số kỹ thuật hiệu chỉnh. Thì ở đây là một cái kỹ thuật là chúng ta có thể chia nhỏ cái khối đa diện đấy, cái phần tử tứ giác phần tử đa giác thành những cái tam giác, sau đó chúng ta sẽ dùng tích phân Gauss trong mỗi phần tử. Nhưng mà cách này thì nó sẽ tăng cái số điểm Gauss được dùng và như vậy chi phí tính toán nó cao.
thì lúc đó chúng tôi sẽ dùng một số kỹ thuật khác để hiệu chỉnh. Và kỹ thuật khác có thể cho phép chúng ta dùng nguyên cả nguyên khối của dùng cái số điện Gao trong cái khối đa, trong cái thành tử đa giác. Vậy thì sau khi phát triển kỹ thuật thành tử xong thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với bên thì lúc đó chúng ta phải chứng minh cái phần tử, cái phương pháp này nó phải hội tụ. Thì một trong những cái hội tụ người ta gọi đó cái điều kiện là best test. Cái điều kiện best test này để chứng minh rằng cái phương pháp này nó sẽ hội tụ theo một cái điều kiện cần. Thì rõ ràng là các phần tử mà chúng tôi xây dựng trong cái phần tô đỏ bên này, này thì nó đã pass qua điều kiện best test. Cái điều kiện best test là gì? Nếu cái bài toán đấy chúng ta đưa vào trước một cái bộ nghiệm chính xác thì sau cái quá trình giải với một với chỉ vài phần tử thì cái nghiệm của chúng ta cho những điểm còn lại ấy, nó phải ra đúng với cái giá trị nghiệm chính xác của bài toán được cho. Với cái sai số nó có thể là nó phải đạt được là từ 10 thủy ra trừ 10, 13 đến 10 thủy ra trừ 15, thì với như vậy ấy, thì được gọi là nó sẽ đạt chuẩn. Đó là sai số trong cái bậc là chuyển vị, nhưng mà đối với sai số về năng lượng tức là enorm á, tức là sai số trong là sai số trong chuẩn L2 thì nó ở đây chúng ta sẽ thấy là 10 lũy thừa trừ 20, như vậy là đạt. Sai số trong chuẩn năng lượng thì 10 lũy thừa trừ 6 là đạt. Như vậy thì những cái thành tử mà với cái sai số nó rất bé như này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện best test. Cái điều kiện best test để làm gì? Để cho chúng ta tin tưởng rằng khi chúng ta chia lưới cái miền đó nó đến một mức nào đó đạt được cái kỳ vọng của người yêu cầu, người ta nói là gì, chúng tôi cần tính toán cái bài toán đó với sai số đầu vào là 5%, thì chúng ta tính đến một lúc cái nghiệm của nó phải hội tụ đến một cái con số mà cái sai số đó nó phải thỏa mãn dưới 5%. Chứ nếu không thỏa mãn điều kiện đó, tức là phần tử này không qua best test thì chúng ta khó có thể đạt được cái nghiệm hội tụ khi chúng ta tăng lưới mình. Thì chúng ta thấy là gì? Xin lỗi anh Hùng, cho em hỏi anh Hùng cái này tí. Anh Hùng vừa mới đưa một cái ví dụ về cái nghiệm của phương trình nào đó đúng không? Đúng rồi, cái đúng phương rồi. Trình anh Hùng đang giải là phương trình gì vậy? Thực ra phương trình này là phương trình là bài toán elliptic bình thường thôi. Nhưng mà anh cho nghiệm tại một vài chỗ rồi anh tính lại nghiệm tại ví dụ phương trình này bài toán hai chiều ha. Bây giờ phương trình này á là giống phương trình là vì tức là phương trình là đạm riêng bình thường thôi. Tức là đạm riêng tức là đây nó giống là một cái phương trình là một cái toán tử Laplace vậy đấy. Yeah. Nó chỉ bài toán đơn giản, thì ra trong cái phần ứng dụng á, thì người ta chỉ cần kiểm tra cái toán tử Laplace của cái dạng đây là một cái bài toán hai chiều nó bằng không, và sau đó cái bài toán nó có cái nghiệm giải tích, nó có nghiệm giải tích xong bắt đầu mình sắp xỉ số nó thì mình sẽ chứng minh làm sao để mà cái sai số nó thỏa mãn trong cái điều kiện mà đã được định nghĩa trước á. Thì đây thì như vậy á, thì ta gọi đó là nó thỏa mãn cái điều kiện best test. Nhưng mà anh giải cái phương trình Laplace bình thường vậy, là displacement, stress là những cái gì? Đúng rồi. Nó là phần tử. Thực ra cái này mình giải quyết bằng là displacement, sau đó mình tính là stress ấy, là bằng cái bài toán là theo cái mối quan hệ của cái định luật Hooke. À, có phải anh giải phương trình elasticity không? Đúng rồi, nó là bài toán này. Đây là một bài toán tuyến tính bình thường mà, tức là một cái phương pháp nào đó khi cần giải quyết ấy, thì chúng ta giải quyết bài toán đây là elasticity thôi, còn qua bài toán là dynamics hay bài toán là buckling ấy, thì nó lại có tiêu chuẩn khác nữa. À, ok. Đấy, thì tại vì sao cái bài toán một bất kỳ một phương pháp nào thì nó phải cần phải giải, nó phải đi qua cái lớp bài toán đấy. Thì sau đó bây giờ đến cái bước thứ hai ấy, chúng ta sẽ thấy này, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái điều đó, xem là khi qua một bài toán bất kỳ, bài toán này thì đó là bài toán tĩnh thôi, đó là bài toán static và elasticity thôi. Chúng ta sẽ thấy là với bài toán, với cái điều kiện ngoài nó sẽ tương tác cái bài toán đường ống mà áp lực từ bên trong thành chẳng hạn, thì đối xứng chúng ta sẽ tạo lưới ở đây, cái lưới chúng ta là lưới đa giác. Và chúng ta sẽ thấy này, đối với cái bài toán này ấy, thì cái tốc độ hội tụ về mặt giải tích, khi mà nói bài toán tĩnh bình thường, bài toán là elliptic thôi, thì nó là trong cái chuẩn mà chuẩn L2 ấy, thì nó lại là tốc độ là 2 và chuẩn năng lượng tốc độ 1. Đó là về lý thuyết. Thì trong cái phần mô phỏng số, người ta chỉ verify cái lý thuyết này bằng cách là người ta sắp xỉ số nó để xem coi đánh giá này. Chúng ta lại thấy trên cái hình mà bên trái á, trái trên chúng ta sẽ là cái error á, đó là tốc độ hội tụ. Thì về mặt nào đó chúng ta sẽ R 1.97 này,
R bằng 2 chấm này, R 2.3, có nghĩa là lý thuyết thì nó đúng con số hoàn hảo là 2, nhưng mà sắp xỉ số nó sẽ dao động quanh cái con số 2 đấy, thì về mặt ứng dụng như vậy là được. Đấy. Rồi đối với chuẩn năng lượng này, chuẩn H1 này, chúng ta sẽ có là 1.118, 1.03, 1.17. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta tăng cái lưới mình lên thì cái độ dốc của nó tăng dần, chúng ta đo cái độ dốc chúng ta sẽ biết được cái tốc độ hội tụ của nó có mesh được với cái tốc độ hội tụ của lý thuyết này không. Thì như vậy á, chúng ta thấy là qua cái lớp bài toán 3D nó tương tự như vậy. Thì cái cách truyền thống á, là người ta sẽ sử dụng cái khối mà phần tử H8, chúng ta rời ra cái bài toán là phần tử H8. Nhưng mà đối bây giờ chúng ta sẽ cho phép dùng cái phần tử đa diện. Cái phần tử đa diện này á, chúng tôi xây dựng một cái phần mềm để tạo ra lưới đa diện. Và lưới đa diện này á, thì chúng ta thấy này, chúng ta thấy là có những cái bài toán mà hầu như là tại sao hồi nãy mình đề cập xong là cái điều kiện in xúc. Tại vì khi trong cái phương trình mà vi phân đấy nó sẽ chứa vào cái hệ số là Poisson, trong một lớp bài toán mà hệ số Poisson này nó tiến về 0.5 thì lập tức cái bài toán đấy là bắt đầu các cái kỹ thuật bình thường nó không xử lý được, thì mình phải xử lý cái phương pháp luôn với kỹ thuật đấy. 0.3 thì không sao cả, nhưng 0.5 thì câu chuyện nó khác. Và trong kỹ thuật người ta gọi đó là bài toán nén được. 0.5 là bài toán không nén được. Ví dụ cái bài toán đối với cơ học chất lỏng, dòng chảy bên ngoài này, các cái phương trình Navier-Stokes mà dòng chất lỏng thì luôn luôn có kèm theo điều kiện không nén được. Và khi điều kiện không nén được đấy thì cái hệ số Poisson của nó là 0.5. chúng ta thấy những cái phương pháp truyền thống á, là hầu như là chúng ta tăng lưới cỡ nào đi nữa, giải cỡ nào đi nữa, ở đây mình đang nói về vấn đề là về phương diện số, thì hầu như cái đường nằm ngang. Xin lỗi, khi chúng ta giải số thì chúng ta tăng đến một mức độ nào đi nữa thì chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái đường này nó nằm ngang, có nghĩa là nghiệp nó không hồi tụ được. Bây giờ khi cải thiện cái kỹ thuật xong thì đường bắt đầu thay đổi dốc đúng với cái quy luật tự nhiên của cái bài toán mà trong cái cuốn mà phần tử mixed finite element matters của giáo sư, của một số giáo sư bên Ý, thì họ chứng minh cái điều kiện in xúc nó thỏa mãn điều kiện này, thì mình phải chứng minh lại điều kiện đấy. Sau khi đã thỏa mãn các cái tiêu chuẩn của cái phương pháp thì bắt đầu mình mới chuyển sang cái bài toán ứng dụng. Thì cái bài toán hồi nãy chúng ta thấy này, một cái miền phức tạp như thế này về mặt nào đó tạo lưới trong một số phần mềm á, hầu như ở Việt Nam nó có sẵn một cái công ty để tạo lưới cho các cái kết cấu phức tạp bài toán cơ khí, thì cái khối cái phần tử đa diện này nó cho phép rất là linh động. Chúng ta sẽ thể tạo ra một cái khối đa diện, tạo ra một cái miền hình học phức tạp này bằng những cái phần tử đa diện. Và ở đây chúng ta sẽ thấy này, ở đây quý vị sẽ thấy ở bên tay phải chúng tôi dùng là 570.000 bậc tự do, còn bên tay trái là dùng cái phần mềm thương mại là 2.400.000. Nhưng như vậy có nghĩa là dùng khối đa diện chúng ta có thể tiết kiệm đến là khoảng, có thể gọi nếu mà cộng theo cả kỹ thuật giải hệ phương trình thì chúng ta cho phép ta giải được là một cái hệ phương trình đấy giảm đi cái số biến nó đến là ít nhất là 50% để đạt được một cái độ chính xác tương tự. Chúng ta thấy cái hình bên trái và hình bên phải, hình bên phải đó là hình mà cái phương pháp của chúng tôi, và hình bên trái đó là dùng cái phần mềm thương mại mà hầu như là nó rất thông dụng ở trên thế giới. Và với kỹ thuật đó xong thì bắt đầu mới đưa đến cái quá trình là tối ưu hóa. Tại vì khi chúng ta tính toán xong như thế này này thì chúng ta sẽ, quý vị có thể thấy là tại sao cái cấu kiện nó được cắt bỏ những cái nơi khác nhau, tại vì cái quá trình đấy nó đã được xảy ra do quá trình tối ưu hóa. Trong số quá trình tính toán mình phải kèm theo quá trình tối ưu hóa. Ví dụ một cái khối ban đầu, nếu mà người sử dụng dùng cái khối này thì cái chi phí vật tư nó rất là lớn. Bây giờ chúng ta phải cắt bỏ vật liệu ở đâu thì cái quá trình cắt bỏ đấy nó phải thông qua bài toán tối ưu, tức là cực tiểu của cái trọng lượng của kết cấu đấy và cái kiểu dáng làm sao cho nó đáp ứng được cái khả năng chịu đựng của các cái lực bên ngoài. Thì tôi lấy ví dụ cái hình này là hình vòm. Sau quá trình tính toán nó tạo lưới đa giác, nó sẽ tạo cho chúng ta thấy là những cái vùng vật liệu mà màu xanh này, những vùng này hoàn toàn có thể cắt bỏ đi để có thể tiết kiệm vật liệu. Và với kỹ thuật như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái bài toán biến dạng lớn hay một số bài toán phức tạp thì cái khối phần tử đa diện này nó giải quyết rất là tốt. Thực ra cái bài toán mà tối ưu hóa thì để cắt bỏ vật liệu nó là một cái bài toán cực tiểu. Và cái bài toán cực tiểu đấy với các cái điều kiện rằng buộc ở đây chúng ta sẽ đi tìm cực tiểu của một cái phím hàm, và cái phím hàm đó thực ra đây là bài toán là phím hàm năng lượng, và sau đó với các cái điều kiện ràng buộc ở bên ngoài
thì chúng ta sẽ đưa về một cái bài toán là chúng ta sẽ rời rạc bài toán để đưa về cái bài toán ở đây là hàm phím hàm năng lượng, và sau đó cái độ cứng của kết cấu là đó là một cái điều kiện ràng buộc quan trọng. Và với cái điều kiện như vậy ấy, thì chúng ta sẽ thấy với cái miền bài toán này, với cái tác động của lực ngoài cho phép chúng ta cắt bỏ hết các miền vật liệu để chúng ta chỉ giữ lại những kết cấu màu đen này là vật liệu được giữ lại và được xem đó là cái kiểu dáng tốt nhất có thể ứng với cái lực tác động từ bên ngoài này. Thì chúng ta thấy là với một cái miền bài toán ban đầu nó phức tạp, sau quá trình cắt bỏ vật liệu nó sẽ tạo ra một cái kiểu dáng. Thì ở đây á, ai đã từng đến cái khu triển lãm mà cái khu mà trung tâm của Qatar chứ hả, cái này mình đã đến rồi, thì hầu như là chúng ta sẽ thấy một cái cấu kiện, đó là cái quá trình tính toán trước khi mà thiết kế, thì họ đã qua cái quá trình thiết kế tối ưu. Và ở đây là một cái cấu kiện mà với tác động lực ngoài, chúng ta thấy lúc đầu là một cái khối đặc, sau đó quá trình cắt bỏ vật liệu để tạo ra cái kiểu dáng, và kiểu dáng cuối cùng đó, chúng ta sẽ thấy là đây là một cái kiểu dáng được tạo ra ngoài. Như vậy chúng ta đi ở đâu đấy, chúng ta thấy những cái cấu kiện mà kiểu dáng vì sao đẹp như thế, thì rõ ràng trong đó nó qua một phần là tối ưu hóa, cái gọi là topology optimization. Và ở đây là một cái sản phẩm prototype mà mình phải nghiên cứu để mình xem coi là mình sẽ phải tích hợp các loại vật liệu khác nhau. Chúng ta thấy này, nếu chúng ta dùng một loại vật liệu không sao, nhưng dùng nhiều vật liệu chúng ta sẽ thấy là tính toán phức tạp hẳn. Thì chúng ta thấy cái hình này là hình in 3D, cái đồng coin này thế này, thế là kích thước này được tạo ra bao nhiêu. Thì cái công nghệ in 3D và đa vật liệu á, thì ở Việt Nam không có, do đó mình phải hợp tác với bên RMIT và qua cái dự án của Vingroup. Thì cái hợp tác đấy là hầu như bên RMIT họ sẽ cho chúng ta dùng cả một cái nhà máy in, được phép vào đó sử dụng và học tập cái công nghệ của họ. Hai bên hợp tác sẽ thông qua đào tạo PhD. Đây là một cái công nghệ in 3, đây là một cái quá trình tối ưu hóa này. Chúng ta thấy một số cái giày thể thao chẳng hạn, nó người ta bị sốt bên ngoài, thì quá trình đó như thế nào, thì quá trình đấy là cái quá trình tối ưu để làm sao cho cắt bỏ với vật liệu mà cái độ bền của nó giày nó vừa nhẹ nhưng độ bền nó vẫn đạt được chuẩn ban đầu. Và đây là một cái ứng dụng mà vào trong là bond biomechanics. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta với cái khả năng tải trọng của cái khớp này thì chúng ta sẽ trong cái giải pháp mà thay thế, chúng ta sẽ gia cố vật liệu ở một số khu vực. Thì ở đây là cái sản phẩm in 3D. Thì mấy cái phần này á, hầu như cái công nghệ đấy nó ở Việt Nam không có, mà ở Mỹ, ở một số nước thì chúng ta phải sử dụng các hệ máy này đấy. Đó là lý do vì sao là tôi phát triển một cái app in 3D, để sau này á, in nó có thể xảy ra ở ngay cái đất nước sở tại, nhưng mà cái app mọi người có thể sử dụng chung một cái app in 3D. Và cái phần cuối cùng mình muốn đi nhanh, đó là ứng dụng vào cái bài toán mà xử lý sạt lở ở Việt Nam. Đó là một cái dự án mà mình hợp tác với Bỉ. Cái dự án này tài trợ cho 4 năm. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta có thể ứng dụng cái công nghệ in 3D, ứng dụng cái kỹ thuật tối ưu trong toán để có thể giải quyết, tạo ra các loại kết cấu ứng dụng trong cái lĩnh vực biến đổi khí hậu. Thì cái phần này thực ra không những Việt Nam mà rất nhiều các nước khác ở Đông Nam Á đều cần. Khi mình đi báo cáo ở bên Thái Lan thì hầu như họ muốn cái đại học Chulalongkorn, thì một giáo sư đầu ngành về lĩnh vực, tức là ông ta là dean của là khoa kỹ thuật, thì ông ta muốn hợp tác và chuyển giao cho họ một số công nghệ xử lý cái bờ kè. Thì chúng ta thấy này, Việt Nam ta có chiều dài là hơn 3.000 cây số. Và hầu như nếu ai đó đi ra Hội An, mình đang có một cái hợp tác, đang triển khai hợp tác với một cái công ty của Nhật là Fujikin để xử lý cái vấn đề là thiết kế bờ kè ở đây. Chúng ta thấy sạt lở rất là nhiều, nhưng mà thành phố Hội An, thành phố Đà Nẵng và ngay cái khu vực Hội An thì họ không muốn là chi tiền cho việc này, mặc dù họ rất muốn là giải quyết bài toán. Nhưng mà khi giải quyết với vấn đề quan chức ở đó, xin lỗi là tôi phải gọi quan chức, thì hầu như là cái việc chi tiền đấy rất là khó, mà cũng không biết điều gì xảy ra luôn. Nên mình không có hợp tác với cái chuyện đó nữa, và mình phải đi tìm các dự án của nước ngoài. Chỉ dự án nước ngoài thì cái tiền đấy thì hầu như sử dụng đúng mục đích cho cái chuyện mà làm dự án bờ kè. Thì đây là một cái dự án ở đây, là một cái vấn đề sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sẽ thấy này, ở đây là một cái khu vực, cái hình cuối cùng bên dưới là hầu như là cái quá trình sạt lở mà năm ngoái
báo chí có đăng là khi mưa xong thì sạt lở là luôn cả cái đường mà quốc lộ đây, chúng ta thấy sạt lở này kìa cơ. Thì cái vấn đề ở đây là nó do cái vấn đề là thời tức là mực nước biển dâng, thì cái quá trình đấy chúng ta sẽ đưa ra cái giải pháp. Giải pháp ở đây không phải là chống lại tự nhiên, mà cái giải pháp ở đây là giải pháp để làm sao để sống thích nghi với cái thay đổi tự nhiên, thì cái đó nó mới đảm bảo được cái tính bền vững. Thì cái quá trình đấy là mình phải mang cái idea từ tự nhiên mình vào mình nghiên cứu, sau đó mình trả lại cho tự nhiên thì nó phải thích nghi được. Thì cái toán á, là toán ở năm nó sẽ nằm ở trong cái quá trình đây. Ví dụ một cái dự án ở mũi Cà Mau, chúng ta sẽ thấy ở đây thì trong dự án mũi Cà Mau á, thì cái quá trình tính toán đấy là hồi nãy chúng ta thấy cái mô hình toán học, chúng ta sẽ có cái miền omega. Hồi nãy tức là tất cả các bài toán nào chẳng hạn chúng ta phải cần cái miền omega, thì ví dụ trong toán chúng ta có thể là cho một miền omega là với cái điều kiện là lít xích giật trên biên văn, thì đối với kỹ thuật chúng ta thấy cái miền omega bây giờ là một cái miền mà một cái khối đơn lẻ mà rất nhiều cái đục lỗ khác nhau thế này. Thì thực tế ở bên ngoài cái miền omega đó chúng ta thấy là một cái chiều cao đến 3 đến 5 mét tùy theo cái độ sâu của cái mực nước và tùy theo cái chiều cao trên mực nước mà người ta yêu cầu là bao nhiêu. Thì cái quá trình đấy nó phải đưa vào trong mô hình trên máy tính và dùng các kỹ thuật tính toán. Thì đây chúng ta thấy là quá trình mô tả trên máy tính, và sau khi mô tả máy tính xong thì chúng ta sẽ dùng cái khối cái phần tử mà đa diện hồi nãy tôi vừa mới trình bày để đưa vào tính toán để xem cái nghiệm ở đây, nghiệm về toán thực tế đó là gì. Khi mà sóng tương tác vào trong các cái khối này, người ta gọi là khối bờ kè, thì cái độ dịch chuyển, tức là cái độ chuyển vị và cái ứng suất cái dịch chuyển để làm cho khối này, chúng ta phải nghiên cứu cái dịch chuyển để cái khối này nó không có bị tách ra. Nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu cái stress, tức là ứng suất cục bộ để cái khối này nó không bị vỡ ra. Như vậy là chúng ta phải dùng tất cả các cái công cụ giải tích hàm, giải tích số, rồi những hệ phương trình đại số tuyến tính, rồi chúng ta phải cắt bỏ vật liệu. Chúng ta sẽ dùng topology optimization ở đây, thì chúng ta sẽ tạo ra, chúng ta sẽ đánh giá được các cái khả năng chịu lực kết cấu này. Thì khi đánh giá khả năng chịu lực xong á, thì bây giờ á, cái quá trình đấy á, mình sẽ phải làm một cái động tác là mô phỏng. Cái mô phỏng ở đây là để gì? Để chúng ta thấy được cái tương tác của dòng chảy nó sẽ tác động lên cái kết cấu chúng ta vừa mới thiết kế. Và cái quá trình đấy, mỗi lần mà lực sóng nó tương tác thì ở cái chân của kè này nó sẽ là cái khả năng tách của nó như thế nào, chúng ta sẽ nghiên cứu cái ứng suất dọc theo cái chân kè. Thì cái quá trình này á là sẽ mô phỏng trước trên máy tính. Như vậy thì cái phần toán nó vô cùng quan trọng. Cái phần toán tôi may mắn là được học cả toán lẫn lập trình, tức là trước đây đi học toán, sau đó học toán xong thì thấy lập trình mình chưa đủ, sau đó mình đi học thêm một cái nghề lập trình nữa. Thì khi học xong thì mới đi đến một bài toán là xử lý làm sao để giải quyết các cái bài toán lớn, tức là cái ma trận đại số tuyến tính phải chia ra xử lý song song. Thì mấy bài toán này đều phải xử lý song song trên cái hệ điều hành là GPU. Thì giải quyết bài toán này bằng cách là bài toán kết hợp giữa dòng chất lỏng, tức là phương trình Navier-Stokes, và với chất rắn, đó là cái bài toán đàn hồi nãy vừa mới trình bày. Thì hai cái này á, nó sẽ tương tác trên biên, thì đó là cái điều kiện mà interface, đó là cái điều kiện biên ướt, biên mềm, thì cái phần này phải xử lý trong cái phần đấy. Và đây là một cái ứng dụng. Sau khi thiết kế xong, bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái phần thiết kế cho cái đơn vị doanh nghiệp, họ sẽ đi thi công. Thì thực ra mà nói, nếu như các doanh nghiệp ở Việt Nam mà họ đầu tư nhiều cho khoa học thì họ sẽ giảm rất nhiều cái chi phí. Vì sao? Đối với doanh nghiệp thì họ không có nhiều kiến thức về tính toán mô phỏng, nên họ mua rất nhiều thiết bị ra ngoài kia họ thử nghiệm theo kinh nghiệm. Nhưng mà nếu mà kết hợp khoa học thì hầu như là mình chỉ cho họ thử nghiệm một hoặc hai sản phẩm thôi, và như vậy chi phí giảm rất là đáng kể. Tức là toán ứng dụng mô phỏng những phần đấy nó giúp cho các doanh nghiệp là giảm cái chi phí đầu tư và vật tư. Đây là một cái dự án khác của mũi Cà Mau, thì hầu như là cái phần này á, những ai đi về cái cửa biển mà vòng xoáy á,
không biết là ở đây có thầy hay là có sinh viên nào ở khu vực đó hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đâu đó sẽ có các khối kè thế này. Thì thực ra để làm khối kè này á, là không phải chỉ nhà khoa học mà phải kết hợp với cái doanh nghiệp nữa, tại vì doanh nghiệp họ sẽ đi thi công, còn nhà khoa học chỉ làm mô phỏng mô tả trên máy tính, sau đó đi khảo sát nhìn cái hiện tượng vật lý, sau đó về mới chuyển hóa thành cái hệ phương trình vi phân, rồi tối ưu cắt bỏ vật liệu tính toán. Thì cái phần đấy là một cái quá trình đóng kín và nó khá là phức tạp. Thì sau đó xong á, thì nó có một cái phần khá là quan trọng nữa là gì, nó sẽ có những cái góc khuất và những chi tiết. Thì thông thường á, là mình không thể đối với cái sản xuất truyền thống, tại vì các cái khối kè đấy á, là phải đi ra là ngoài cái nhà máy để in ra các cái khối kè, nhưng nó sẽ có những chi tiết là cái khối kè đấy không thể nào tạo được từ nhà máy vì cái độ, vì nó sẽ có những góc phức tạp. Thì cái hướng mà tương lai sắp tới này, cái hướng sắp tới mà một cái dự án của chúng tôi đang triển khai đó là đầu tư cho cái máy công nghệ in 3D. Ở trên cái hình này này là cái hợp tác của chúng tôi với RMIT ngay cái phòng lab của cái nhà máy của RMIT ở Úc. Thì chúng ta sẽ thấy một cái máy in nó có thể tạo ra một cái kiểu dáng là liên tục, tức là in 3D nó có thể tạo ra những cái kiểu dáng mà liên tục mà để giảm bớt các cái khả năng mà phá hủy cái cấu. Tức là thông thường đối với một cấu kiện thực tế, người ta sẽ lắp rất nhiều các chi tiết nhỏ để tạo thành một chi tiết lớn, còn đối với in 3D nó in nguyên khối, và như vậy là nó sẽ bỏ qua cái vấn đề lực dư hay các cái điều kiện suy biến ở các cái góc cạnh trong cái cấu đấy. Thì cái công nghệ in 3D này á, hiện tại chúng tôi đã hợp tác qua dự án của VinGroup thì đã thành công được giai đoạn đầu. Thì cái giai đoạn tiếp theo á, vì cái máy in 3D này chi phí nó khá mắc, tức là nó khoảng là 1 triệu đến 1 triệu 2 đô cho một cái máy in. Nhưng đối với doanh nghiệp thì sẵn sàng, một số doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp Busaco, họ sẵn sàng đầu tư cho cái máy này với điều kiện là nó phải tạo ra được cái giá trị về công nghệ. Đấy, thì cái máy này ở Việt Nam theo mình được biết thì chưa có, nhưng mà ở Úc thì hầu như là đã có nhiều cái máy với rất là hiện đại. Cái câu chuyện ở đây là chưa phải chúng ta đầu tư về cơ sở vật chất là hiệu quả, mà chúng ta có thể hợp tác với họ để hai bên cùng có lợi. Thì đó là cái hướng mình đang đi theo hướng này. Và trong quá trình làm như này thì quá trình mà vận hành đây á, hầu như chúng ta phải sử dụng các cái kỹ thuật toán đặc biệt, đó là phần tối ưu, tức là cái mũi hàn nó phải đi như thế nào, cái mũi in nó phải đi như thế nào để cái đường cong đấy nó phải tối ưu nhất. Thì thực ra công nghệ 3D cho đến nay là nó đã triển khai thành công cho một số loại nhà, ví dụ ở đi đâu chúng ta sẽ thấy một số nhà với độ góc phát như này thì máy in 3D có thể tạo ra các kiểu dáng rất là nghệ thuật. Và đây là một số cái cấu kiện chúng ta có thể thấy ở ngoài cái lĩnh vực là phá sóng, tức là breakwater. Thì nó sẽ, mục tiêu của nó là nó sẽ cản cái sóng để đi vào bờ. Cái cấu kiện mà chúng ta nhìn thấy trên cái video này thì hầu như là cái bờ kè phá sóng, có nghĩa sóng nó sẽ đi qua cái bờ kè này, nó sẽ tương tác, sau đó cái khu mà bờ biển thì nằm ở trong là cách 500 m, cái bờ cách 500 m, để khi sóng nó đi vào bờ thì hầu như sóng nó còn rất là thấp, gọi là cái bờ kè phá sóng. Thì trong quá trình phát triển như vậy, chúng tôi mới phát hiện ra rằng là gì, cái dòng chảy sóng mà nó đi qua cái bờ kè thì làm sao để tiêu tán năng lượng đi qua đó để cái phần đuôi của nó là sóng nó thấp nhất. Thì sau đó chúng tôi quá trình nghiên cứu thì nó xuất phát từ cả cái phương trình cơ bản của toán học thôi, chúng tôi thì thiết kế một cái loại là trial cái cấu kiện đây. Cái chúng tôi sẽ bắt đầu thấy rằng là tại sao chúng ta không có thiết kế những cái bề mặt bên trong của cái cấu đấy với cái độ cong liên tục. Khi sóng nó đi vào thì nó sẽ hấp thu cái năng lượng sóng, và khi sóng nó đi qua cái phần còn lại của kè thì hầu như là nó giảm xuống rất thấp. Thì cuối cùng nó làm phát hiện ra rằng cái hàm là trireoid này, với cái phương trình mà xây dựng cơ sở in học, cái phương trình tên cao này, thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta cải thiện đáng kể. Thì đây là một cái mẫu in 3D để xem có kiểu dáng như thế nào. Và thực ra cái khối đấy, cái quá trình in á, là in bê tông cốt sợi. Ở đây là cái mẫu in bê tông cốt sợi máy in nó đã được tạo ra. Sau quá trình mô phỏng xong á, thì đưa ra chúng ta sẽ thấy cái phần bê tông cốt sợi kim hình ở đây. Và với các tính chất ở đây thì đây là cái phần mô phỏng trên máy tính để xem cái khả năng chịu lực của nó so với các cấu kiện còn lại. Và chúng ta sẽ thấy này, đây là cái mẫu in 3D, và bên cái hình bên trái, xin lỗi, hình bên phải cùng đó, chúng ta sẽ thấy những cái đường màu đỏ này. Cái khu vực màu đỏ có nghĩa là cái ứng suất tập trung ở đó nó rất là lớn, nhưng mà nó sẽ có thoát qua được cái khả năng chịu lực với cường độ sóng
với cái bão cấp 8, cấp 12 và trên cấp 12 không, thì quá trình đấy là mình phải nghiên cứu, tức là mình phải quy đổi cái cấp độ bão thành cái khả năng, thành cái lực tương tác bên ngoài. Tức là cái chỉ số ví dụ bão cấp 12 thì cái chỉ số quy đổi lực của nó như thế nào. Sau đó mình dựa trên các mô hình thực tế, sau đó đưa lên mô phỏng trên máy tính với cái dữ liệu là của thực tế, thì sẽ đánh giá được cái khả năng chịu lực, khả năng chịu đựng của cái cầu nào. Thì cái đường màu đỏ này là cái khu vực mà cái khả năng mà phá hủy nó lớn nhất. Từ đó mình sẽ đưa ra thiết kế cái độ rộng của cái surface ở đây, của cái hole, và mình thiết kế được cái thickness là cỡ bao nhiêu, thì đó là một cái bài toán tối ưu. Và như vậy thì sau quá trình đó xong á, chúng ta phải đi làm cái bài toán mô phỏng. Ở đây là một cái bài toán gyroid này, và dòng chảy nó sẽ tương tác từ bên trái sang bên phải với chiều dài cho phép. Chúng ta thấy này, đây chúng ta thấy là cái mô phỏng này thì hầu như nó sẽ tích hợp bởi cái phần này chúng tôi kết hợp với Paraview, cái phần mềm Paraview để xử lý đồ họa, sau đó tính toán xử lý là bài toán là song song trên cái GPU, thì sau đó là dùng là Paraview để tái tạo cái video và để thấy được cái sóng và cái phần đuôi sóng á, thì chúng tôi sử dụng công cụ của chúng tôi để tính toán sang cái phần năng lượng khi đi qua cái kè này so với cái kè truyền thống nó giảm bao nhiêu, và cuối cùng á là cái khả năng chịu lực này có tốt hơn cái cấu kiện kia hay không. Thì cái phần đấy á là nó nằm trong cái một cái sáng chế mà chúng tôi đã submit một cái sáng chế. Đây, tức là cái hồ sơ này thì chúng tôi sẽ submit một cái sáng chế qua USPTO. Thì cho đến nay thì cái dự án, các dự án nghiên cứu là chúng tôi đã triển khai 3 cái sáng chế, trong đó có một cái sáng chế đã được chấp nhận. Thì chúng ta sẽ thấy rằng á, là ở đâu đó cái phần mô phỏng toán á, hầu như tất cả nghiên cứu trong thực tế có thể không, chứ chúng ta có thể là không thấy toán trực tiếp, nhưng mà đằng sau đó là cái nền toán đóng vai trò rất là quan trọng. Thì cái quá trình mô phỏng đấy á, chúng ta phải đòi hỏi các thiết bị, đòi hỏi nhà toán học, đòi hỏi nhà kỹ thuật, đòi hỏi các cái đơn vị cấp dự án. Thì trong quá trình làm việc như vậy thì chúng tôi có một số các dự án với các cái đơn vị nước ngoài, đó dự án của Horizon 2020 chúng ta sẽ có là 1,7 triệu euro, trong đó vốn đối ứng là khoảng 300.000 euro đến 2021. Thì Hutet là một cái partner ở trong cái đơn vị này. Cái dự án thứ hai là dự án liên quan, cũng là một phần trong câu chuyện đấy, thì cái giai đoạn 1 là chúng tôi triển khai ở Việt Nam với là 300.000 euro, và hầu như ở đâu đấy